danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ở cùng ông bà và anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng hàng mua lấy thức ăn. Chúa Giêsu bảo: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Ở đây chúng con chỉ vỏn vẹn có 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu bảo: Đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó Chúa Giêsu truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho các môn đệ đem đi phân phát. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, chưa kể đàn bà và trẻ con. Đó là lời Chúa. Thưa ông bà và anh chị em, con xin mời cộng đoàn chú ý cái câu rất là hay: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Chúng ta thấy các môn đệ sợ lắm, lo lắm. Lúc mà Chúa Giêsu đang giảng đó, chắc ông mấy ông bị chia trí lo ra, không có chú ý đâu, không chú ý nghe thầy giảng đâu, mà bởi vì đang còn nhìn cái đám đông, sợ lắm luôn, đây là lấy cái gì mà cho họ ăn. Nên Chúa Giêsu vừa dứt bài giảng một cái là cũng được: thầy cho họ về đi, giải tán họ về, đông lắm cho họ về đi, họ vào các làng là chúng ta phải họ tự lo đồ ăn. Chúa Giêsu bảo: Không, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Thế ông lại hết hồn cái nữa, tôi lấy cái gì mà cho họ ăn? Con số cuối cùng ở đấy chúng ta nói là 5.000 đàn ông, chưa kể đàn bà và trẻ con. Bao giờ con nghĩ là các bà cũng đông hơn các ông, nên nếu mà 5.000 đàn ông thì phải 7-8.000 đàn bà, rồi các bà lại còn dắt con theo, có khi có bà cũng có mang bầu, nên cộng lại con nghĩ là cũng phải là 15.000 đấy. 5.000 đàn ông và đàn bà trẻ em cộng lại phải là 10 mấy ngàn, 12-15 ngàn. Các môn đệ sợ quá. Chú bảo: Chứ anh em hãy cho họ ăn. Họ bảo: Chú con không có cái gì hết, chú con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. 5 chiếc bánh và 2 con cá, xin lỗi, chắc một mình thầy ăn là no thôi, còn tụi con đứng ngó, tụi con là 12 môn đệ đứng ngó nhịn đói, làm sao mà 5 chiếc bánh 2 con cá mà có thể nuôi được cả đám đông 15 ngàn người. Vậy mà Chúa Giêsu bảo: Anh em hãy cho họ ăn. Rồi có 5 chiếc bánh màu khác, đưa cho thầy đi, mang lại đây cho thầy. Và Chúa Giêsu cầm cái giỏ để 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng Chúa Cha, rồi bảo đem các môn đệ đem phân phát. Là thay các môn đệ phân phát mà từ 5 chiếc bánh và 2 con cá người ta ăn no 10 mấy ngàn người, ở cái mẩu cá mẩu bánh mà thu lại được không bỏ phí 12 giỏ đầy. Hỏi có 12 giỏ đầy đó còn ai đố thiếu gì đâu đi. Vậy chứ 12 giỏ đầy đó đi đâu, ai giữ? Ăn no rồi thì là các môn đệ sẽ được quản lý. Quản lý cái 12 giỏ đầy là bánh và cá, chắc là cá khô, nên tha hồ hôm sau Chúa khỏi làm phép lạ, vẫn có đồ ăn. 12 giỏ đầy đó thì ngày hôm sau không sợ thiếu nói. Vậy thì thưa ông bà và anh chị em, cái câu mà con muốn nói mà Chúa Giêsu bảo là anh em hãy cho họ ăn, ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng đang nói với con, nói với các cha, nói với các sơ, nói với tất cả các bà và anh chị em. Rõ ràng là quyền năng của Chúa, rõ ràng là Chúa Giêsu làm rất lạ. 5 chiếc bánh và 2 con cá đó mà nó thành bao nhiêu là bánh và cá đưa cho người ta ăn. Con cũng lại hay đùa hỏi đố các em, cứ ghi theo lý là Chúa lấy bánh gì mà làm quá nhiều vậy.
ngẩn ngơ, chồng mình thấy không có nói bánh gì, cha ơi, bánh không thấy nói bánh trưng, không thấy nói bánh giò, không thấy nói bánh mì, phải lấy bánh gì? Câu trả lời rất là vui, đó là lấy bánh ít hóa ra nhiều, bánh ít từ ít mà hóa ra nhiều. Thế nên Việt Nam mình có cái bánh là bánh ít. Ồ, con ít nó lăn con nó cười. À, Chúa Giêsu lấy bánh ít hóa ra nhiều. Vậy là ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng đang nói với tất cả hội thánh của chúng ta, với tất cả anh chị em. Anh chị em là những người tin vào Chúa ngày đầu tiên, anh chị em là những người đặt hết cuộc đời của mình trong tay Chúa, khó thác á, cậy. Thì bây giờ đến bước thứ ba là chúng ta sẽ là những người thay mặt Chúa, được cộng tác với Chúa để mà nuôi ăn mọi người. Ngày hôm nay không nhất thiết là đem đồ ăn đi cho người ta, có thể có cái mùa bị dịch Covid năm ngoái, con đang ở Vũng Tàu, con mới xem Facebook thì con mới thấy có một cặp vợ chồng nào trò của con, nó mới có gần 30 tuổi, hai vợ chồng chưa có con. Nó thấy dân Covid bị nghèo quá, dân bán vé số rồi ve chai rồi đi móc rác, không còn cái gì để mà sống. Hai vợ chồng đó mới nói với gia đình bên chồng, nhọc nhà trong quận 6, mở ra một cái điểm làm cháo, gọi là bữa cháo nhân đáng. Vậy mà một ngày 600 người được nuôi ăn cháo, cháo ngon. Mà cả cái gia đình nhà chồng không có đạo. Cô này lấy cái anh đó, cứ một mình anh đó theo đạo, mà lại gốc ngoan, gốc người ngoan. Vậy mà họ tốt biết sợ, họ đã lăn xả và họ làm liên tục trong một tháng để nuôi ăn mỗi một ngày 600 phần. Xong cái hết đợt dịch Covid là cả gia đình gần như ngã bệnh vì mệt quá, đuối sức. Họ đã mỗi một ngày như vậy lo cho người nghèo. Thế còn đọc, con xem được cái hình ảnh đó, cái câu chuyện như vậy con thấy hay quá mà. Trời ơi, giáo dân người ta làm được mà tại sao mình là ông cha mình không làm được? Thế là con mới gọi điện thoại, con hỏi một cái cô ở quận 3, con hỏi chị Nở. Con bé Ngân nó làm được, Ngân với Vũ hai vợ chồng nó làm được. Bây giờ chị có thể làm được một cái nữa ở quận 3 không? Thì Nở bảo, ôi hay quá cha. Vâng, con với các chị trong nhóm của Ngân sẽ làm bữa cơm nhân ái, không có nấu cháo mà là bữa cơm. Vậy cũng lại mỗi một ngày 400 cho đến 500 phần ăn nuôi cho những người nghèo, đi dọc đường ai ghé vào là lấy, rửa tay bằng sát trùng xong rồi được ăn. Xong con lại gọi điện thêm một điểm nữa, một cái cô nữa tên là cô Yến ở quận Tân Phú. Con hỏi chị Yến, chị nào chị làm được rồi? Chị Yến làm được, hẳn con làm được, con sẽ không nấu cơm mà con nấu xôi. Thế chị chạy cho nhà xứ của giáo xứ Tân Phú, có một cái chị chuyên môn làm nghề nấu tiệc. Mùa Covid chẳng có ai có đặt tiệc nên chị sẵn sàng chế vào cái làm xôi, mỗi ngày một thứ xôi, thế là cũng 300-400 phần xôi mỗi một ngày cho người nghèo. Thì lúc đó con từ Vũng Tàu cũng chạy về, con đi thăm từng cái điểm như vậy, con có mặt với họ, đứng đó mình mới thấy những người nghèo đến với mình. Mà tiền ở đâu ra? Thưa ông bà và anh chị em, tiền Chúa cho, ân nhân cho. Ân nhân thấy mình làm điều tốt là người ta lấy tiền người ta cho mình, không có thiếu bao nhiêu dư nữa. Ba điểm rồi, con mới lại nghĩ thêm một cái nữa, con xin mở quận 8 rồi quận 8 không thành công. Cái ông chủ gia đình ông cũng sợ Covid, ông cũng ngâm đúng chàng ấy, thất bại quận 8. Con mời gọi thêm một điểm nữa nằm ở Trảng Bom, tức là Biên Hòa Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai. Chỗ đó có một cô giáo viên của Trâm, học Trâm nhận lời con làm bánh mì nhân ái, tức là cùng với cha phó giáo xứ Trảng Bom, giáo xứ Trảng Cổ, với lại làm bánh mì xẻ ra vỏ chả rồi rau, mỗi một người được một ổ bánh mì và một chai nước, lại cũng mỗi một ngày như vậy mấy trăm phần. Thì chỉ có bốn cái điểm đó thôi mà bao nhiêu niềm vui. Mình thấy người nghèo họ đi ghé qua, họ hỏi là tôi ăn một ổ rồi, cho tôi xin thêm một ổ về nhà cho ông chồng tôi nằm liệt ở nhà được không? Họ ô tốt quá, trong nhà có mấy người, là tôi 5 người, mấy người kia đâu, dạ mấy đứa con nó đi bóc rác nó bán, thôi lại lấy cho 5 phần 5 người. Vui lắm, rất là vui. Bản thân con hôm đó đứng ở Tân Phú thì có một cái ông chạy xe ôm, ông đẹp lắm,
tướng mập tròn giống như một tiên, tóc bạc phơ. Ông là người Phật giáo, cũng dừng lại, ông chấp tay sáng qua người. Phước lộc, phước lộc, phước lộc, cái này phước lộc, phước huệ, ông nói tiếng của nhà thật. Thế mình đến đây chào bác, thế là ông là ông lớn hơn con một con giáp. Ông là lính của chế độ cũ, năm 75, 30 tháng 4, ông đi cải tạo xong, ông về nhà, mất nhà mất cửa, bắt đầu làm nghề xe ôm từ năm 1978 cho tới bây giờ trong ngoài. Tướng tá đẹp hồng hào và người nghèo chạy cái xe ông ta cũ xì, cũng dừng lại, ông nhận một phần xôi, một phần nước, ông nói tay ông sáng mà phước lộc, phước khỏe, phước lộc, phước khỏe, cái này tốt lắm, cái này tốt lắm. Giọng miền Nam thì ân nhân họ họ xem những cái clip mà chúng con quay đó, họ lại cho thêm tiền và họ nói cảm ơn cha và cảm ơn anh chị em ở Việt Nam. Chúng con muốn làm không làm được, các cha làm thì con, chúng con cho chúng con được góp phần, có người cho 100 đô, người cho 200 đô. Họ mừng lắm, bởi vì cuối cùng thì cái niềm vui đó nó là người nghèo được hưởng, rồi cái người nấu nước vui lắm, người đứng phân phát như con đứng phân phát cũng vui lắm, rồi cái người ở chỗ này ở chỗ kia Việt Nam có một bên Mỹ bên Pháp có gửi tiền về, họ được xem họ cũng vui lắm. Họ không ngờ là chỉ có 100 đô 2 triệu mấy ăn được bao nhiêu, cả một phần ăn của chúng con tính ra chỉ có 15.000 đồng bạc. Họ nói ủa 100 đô chúng con mà nuôi được bao nhiêu người vậy ta, họ mừng lắm. Vậy thưa ông bà và anh chị em, khi chúng ta mà vâng lời Chúa mà quan tâm đến tha nhân, đến người khác, mà mình chia sẻ, mình cũng bỏ một phần sức nhỏ thôi, 5 chiếc bánh và 2 con cá rất là ít, nhưng Chúa sẽ làm cho từ 5 chiếc bánh và 2 con cá đó nó lan tỏa khắp nơi. Sau cái đợt Covid đó thì vẫn còn một điểm cho tới bây giờ vẫn còn đang làm, hàng tuần 24/6 vẫn có gọi là bếp ăn nhân ái, nuôi cho mấy trăm người, trong có cả những người thương phế binh, có cả những người què quặt ngồi xe lăn, có những người nghèo quá bại liệt nằm ở nhà, thì có những người đi lấy dùng mang đến tận nhà cho họ. Cho tới bây giờ, suốt từ năm ngoái đến năm nay, chúng con vẫn còn duy trì được cái bếp nữa. Lâu lâu nó cạn tiền, họ bảo là cha Huy ơi, chúng con hết tiền, hết gạo rồi, cha xin đi. Thế là con lại lên Facebook, Facebook của con cũng dễ tìm, thấy cái mặt của con ở trên linh mục Lê Quang Huy. Thế là con kêu cầu là đang hết bếp ăn, đang hết gạo, hết tiền. Trời, người ta lại cho ao một đợt nữa. Các chị bảo, các chị nhóm Hồng Ân bảo, đưa cha về để chúng con có thể đủ để chúng con làm tiếp 3-4 tháng nữa. Khi nào gần hết, con xin, cha lại xin mọi người nữa nhé. Ừ, chắc chắn người ta sẽ cho. Thế rồi con lại nghĩ ra một cái chuyện. Con lại xem trên mạng, thấy có một cái anh bỏ tiền, anh với vợ anh bảo nhau bán căn nhà, đi ở nhà thuê để mua một chiếc xe cứu thương chạy miễn phí, bởi vì cái xe cứu thương mà người ta nhận mà chở bệnh nhân đó, mắc tiền lắm, mỗi một chuyến đi như vậy có khi cả chục triệu, mà người nghèo đã chết rồi, cái xác không nên đem về quê mà lại tốn thêm 10-20 triệu. Thế là tình nguyện của vợ anh bán căn nhà đi ở nhà thuê, còn quên tên ấy làm gì nữa. Thế là còn mới thấy được chuyện đó, còn mới gọi điện thoại cho anh. Tôi nói anh hay quá, tôi học được của anh. Bây giờ tôi giữ số điện thoại của anh mà có gì tôi nhờ nhé. Thế rồi mình mới nghĩ mà tại sao người ta làm được mà mình không làm được. Mình chẳng có nhà để mà bán, nhưng mà mình có thể kêu gọi được mọi người. Thế là con ngỏ lời, thì lại có một cô bỏ luôn 900 triệu mua một chiếc xe Hyundai mà cứu thương mới toanh của Hàn Quốc, thiết kế y như một xe cứu thương đầy đủ. Bây giờ bổn phận của con là chỉ cần lo chạy tiền xăng hết, tiền trả tài xế, tiền gửi xe ở bãi, được một đợt mấy chục triệu lại chạy cho tới nay được gần 20 chuyến để mà chở các bệnh nhân về quê. Người ta xuất viện, có những người không biết có sống nổi không, nhưng mà thôi, mình góp phần một chút, đưa họ về quê nhìn căn nhà của họ nghèo quá, những người đi theo lại lấy thêm tiền cho thêm nhỏ. Có những người họ về tới nhà thì họ cảm động, họ nói là lâu nay tôi đã nghe nói về đạo Chúa, nhưng mà ngày hôm nay
chuyến xe này tôi đi trên chuyến xe này tôi mang ơn đạo Chúa, cả là những người trong đạo Chúa đã giúp tôi, cho tôi sắp chết rồi, cho tôi theo đạo rồi, chân thành. Nên là cái nhóm đó vừa đưa họ về tới nhà đi hỏi cha xứ ở cái vùng đó, đến báo với cha xứ là thưa cha, có một bệnh nhân sắp chết, họ nói với chúng tôi xin rửa tội, cha tới xem sao. Ông cha tới thấy đúng cái người tâm thành muốn theo đạo, muốn theo Chúa, và muốn đi giúp cho cha rửa tội luôn. Cảm động lắm, con không có đi được, yếu mà không có đi, nhưng mà những người đi trong những cái chuyến đó khiêng lái xe rồi khiêng cán họ đưa vào trong nhà để gọi được cha đứng chứng kiến lễ rửa tội cho họ, cảm động quá. Vậy là thưa ông bà và anh chị em, cái xe cứu thương ấy, nó trở thành một cái xe của niềm vui, cái xe không phải chỉ là chỉ chở bệnh nhân mà là chở niềm vui, hay nói mạnh hơn thế nữa là chở tình yêu của Chúa. Chúng ta đang làm nhiệm vụ của 5 chiếc bánh và 2 con cá, cộng tác với Chúa Giêsu để mà lan tỏa khắp nơi. Trong buổi giảng ngày hôm nay có thể con kể chuyện thì xin ông bà cho tha thứ cho con, đừng có nghĩ là con khoe khoang phô trương, bởi vì những chuyện đó là chuyện con chúng con đang làm, con khó thiệt có làm thật, nhưng mà kể với anh chị em thì người nào mà hiểu sai thì cho rằng con đang quảng cáo, đang tuyên truyền, đang khoe. Mà thật ra những chuyện đó con biết, và chính con làm nên con mạnh dạn mà con chia sẻ để ông bà và anh chị em cảm nhận được tình yêu sâu xa của Chúa như thế nào. Cái thánh lễ của chúng ta tham dự đó kết thúc rồi, thì khi mình nói xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Thánh lễ đã xong, anh chị em về bình an. Nếu mà nói cho đầy đủ, nó có nhiều công thức, thì thánh lễ đã xong, anh chị em ra đi trong bình an của Chúa Giêsu. Tiếng Anh là Go in peace of Christ to love and serve the Lord. Tiếng Anh bản là nó dài. Tiếng Pháp là Ale, đó là Paix du Christ. Đi đi, lên đường đi, đi ở trong bình an của Chúa Kitô. Cái câu đó nó hay hơn cái câu của Việt Nam. Việt Nam là sao anh chị em về bình an, nghe nó không có đá, không có mạnh. Còn cái kiểu là đi đi, đây là một lệnh truyền của Chúa Giêsu bảo chúng ta là lễ xong rồi, được ăn no rồi, ăn no mình máu Thánh Chúa, được nghe tin mừng giảng dạy rồi, được hát rồi, hát cầu nguyện rồi, được cầu nguyện, được dâng lời tạ ơn rồi, hát thánh ca rồi, bây giờ no chưa, khỏe chưa, hết buồn chưa, vậy là vậy thì về đi con, đi đi con, cha và Thiên Chúa gửi con trở về lại trong cuộc đời. Còn biết bao nhiêu người cũng đang khổ, đang buồn, đang thiếu, đang đói, đang ở gần con, quanh con. Có khi mà ngay trong nhà mình cũng có một nạn nhân, có một người bị bỏ rơi. Không nhất thiết là cái nghèo về vật chất đâu, không phải chỉ là đi bán vé số hay là đi móc rác hay là nghèo đâu, mà có khi là một người bị bỏ quên, bị ra rìa, bị bạc đãi ở trong gia đình của mình hay là nhà hàng xóm. Ta thấy mà có khi lòng của ta có một cái gì để chạy thương, rồi ta quyết tâm ta làm một cái gì đó, và lúc đó ơn của Chúa đổ qua ta, 5 chiếc bánh và 2 con cá nó sẽ là thành động những cái chuyện kỳ diệu. Xin phép cho con kể chuyện tiếp. 20 năm, cách đây 20 năm và bây giờ con vẫn còn đang làm, đó là một vụ bảo vệ sự sống. Chiều nay trong bài giảng lễ chiều nay con có kể một chút xíu, bây giờ con kể lại với ông bà chị em chi tiết hơn. Bắt đầu từ một cha phó giám tỉnh của chúng con, cha Phạm Trung Thành, ngài ngồi tòa giải tội, ngài thấy người ta đến xưng tội phát thai nhiều quá, là ngài nói là tại sao phát thai mà tội nghiệp quá vậy. Họ mới nói là nhà tư cha chúng con cũng còn một cái nơi trốn nào, con không biết nương tựa vào đâu, con trưởng hoa mà để cái thai như vậy chúng con sẽ bị dư luận, bị xỉa sói, thậm chí là bố mẹ con có thể đánh đập, nên chúng con phải đi vào con đường cùng là đi phá thai. Thế là cha mới bảo với con, cha đàn anh của con nó uy ơi, bây giờ mình phải làm cái gì đi, làm cái gì thì thứ nhất là phải mở ra một cái nhà để nếu mà những người nào mà không có nơi trốn, không biết là nương tựa vào ai, có chỗ để mà về đó nuôi sinh con và nuôi con, không lấy con, chúng con không lấy đứa bé ra đi làm con nuôi, nhưng mà nuôi cho mẹ với con cứng cáp rồi họ
có nghề nghiệp, thậm chí đi thì mình còn gửi tiền cho tiền xe. Và nếu muốn ở lại mái ấm đó thì tiếp tục nuôi tiếp. Thế là Trang gặp phó giám tỉnh bàn với con xong rồi thì ngày bảo được một ngôi nhà mái ấm đầu tiên. Mái ấm đầu tiên gọi là mái ấm Gerardo thánh trong lòng của con. Còn con bắt đầu thành lập một cái nhóm, các anh chị em đa số là các chị, để tình nguyện đi vào trong nhà thương, chỗ mà người ta phá thai ấy. Ngồi đó giả vờ như là đi phá thai, nhưng mà là để tiếp xúc với những cái người sắp phá thai, rồi tìm cách cầu nguyện để khuyên. Một chị nói thì một chị ngồi bên đối diện là đang lần chuỗi là cầu nguyện. Thế là cái cô này, cái chị này, cái chị mà đi phá thai ấy, thì nhìn thấy cái chị ngồi đối diện với mình đang lần chuỗi, và chị nói chị là người Công giáo có đạo ạ. Thế là nếu mà em hỏi như vậy chắc em có người Công giáo, thế là có chuyện mặt. Thế là một cô sát lại gần: em ơi, em là người Công giáo thì em nhớ là Chúa bảo nếu có được giết người, và đây là con của mình nữa. Bắt đầu hòa khóc, hòa khóc cũng có khi thuyết phục được rồi. Mấy chị đưa thật nhanh lên xe, có một anh ở ngoài lấy xe đưa cái người đó chạy về nhà dòng của chúng con, và ở đó con với mấy cha nó ngồi trực để đưa những người đó về và khuyên và nói chuyện. Và nếu mà không có nơi ở thì bắt đầu gửi sang cái nhà mà nãy con nói. Cái số lượng nó càng ngày càng nhiều. Có một ngày mà chúng con thuyết phục được 4 ca đừng phá thai về đường được. Ca này vừa xong là lại xe nữa trở về, ông Đa trở về những người mà bỏ ý đi phá thai. Thế nên chúng con mới bắt đầu, tôi thấy là đông quá, một cái máy ấm không đủ, Gerardo chưa đủ, con mở thêm máy ấm thứ hai là máy ấm Fiat. Rồi con mở thêm máy ấm thứ ba là máy ấm Efata của anh Phước đang ngồi đây, hai vợ chồng anh Phước làm. Rồi con mở thêm một máy ấm thứ tư là máy ấm Sanelli, tên các vị thánh trong dòng của con. Mở 4 cái máy ấm mà lúc nào cũng khoảng 10 đến 15 chị đang có bầu ở đó sinh con. Con là cái người không có lấy vợ, không có con, nhưng mà hóa ra con là ông ngoại của bao nhiêu đứa trẻ. Trời ơi, sung sướng hạnh phúc vô cùng. Lúc con còn đang ở Sài Gòn, trong tuần thế nào con cũng phải đi thăm từng mấy ấm buổi tối, con tới chơi nữa. Có những đứa bé nó được 5-6 tháng, nó đặt nó nằm úp lên trên bụng của con nằm xuống, nó nằm này nó nhìn con thở, nó lên sung sướng, nó thích lắm. Thì có đứa còn gáy, còn bố con gáy, con gáy cũng gặp. Ôi thôi, mấy đứa nhỏ, con đứa thì thích quá cười bò lại, con đứa thì sợ quá khóc. Vui, con đến con chơi với nó, chơi với những đứa bé. Rồi có những người sinh con rồi 5-6 tháng rồi là họ đi về lâu lâu gọi điện thoại với bố: ông ngoại ơi, cháu nó lớn rồi. Mới đây có một người nói: ông ngoại ơi, con của con đó, nó được 10 tuổi rồi, nó vừa ước lễ lần đầu, hình nó đây nè, gửi Facebook cho con. Trời ơi, hạnh phúc vô cùng. Thưa ông bà và anh chị em, còn niềm vui nào hơn niềm vui mà mình nhìn thấy được Chúa đã làm nơi cái sự nỗ lực cố gắng của mình, năm chiếc bánh là hai con cá của mình đã được Chúa làm để mà cứu được những đứa bé. Mỗi một máy ấm như vậy bây giờ tổng cộng 50-60 em bé đã qua, có khi cả trăm. Cái máy ấm đầu tiên đó là 300-400 em bé đã được nuôi ở đó. Cái em bé đầu tiên là năm nay nó 17 tuổi. Năm nó mười mấy tuổi nó đi thăm con, con thấy nó đang vui. Đó là tên nó là, tự nhiên quên nhé, Hiệp Nhất Trần Ân Hiệp Thông. Nó tên bé là Trần Ân Hiệp Thông. Nó: Hiệp Thông, tại sao con đen như vậy? Rồi con đen thui. Dạ thưa ông, con đi chăn bò. Hứ, sao con lại đi chăn bò? Dạ thưa, buổi sáng con đi học, buổi chiều con đi chăn bò thuê, con lấy tiền giúp cho mẹ con. Trời ơi, dễ thương, rắn rỏi nhé. Mình bảo nếu như mình đã không cộng tác với Chúa để mà mở ra các máy ấm để mà đón những người như vậy thì đứa bé này nó chết rồi, mẹ nó bị xô đẩy đến chuyện phá thai. Mà sau cái vụ đó nó sanh con rồi, cho tới nay nó không lấy chồng. Nó nói với con là: thưa bố, con sẽ chỉ lấy chồng khi nào con chọn được một cái người mà vừa thương con mà phải thương con của con đó, chứ không có ghét nó thì con mới lấy, và nếu không con ở vậy luôn. Năm nó có bầu nó 18 tuổi, năm nay con nó 17 tuổi, về cộng lại là nó được 35 tuổi.
lấy chồng. Nhưng mà anh chị em chưa hết, con còn có một cái nhóm đã nói khoe thì cho con khoe luôn nhé. Có một cái nhóm gọi là nhóm Tobia. Ông bà và anh chị em có biết Tobia là ai không? Tobia là cái ông mà đi nhặt xác người ta đem chôn ở trong kinh thánh ấy. Hai cha con ông Tobia nhặt xác của những người bị giết chết ngoài đường, nên thời đó nó bị vua chúa nó giết người ta la liệt. Thì hai cha con này bất chấp lệnh cấm của nhà vua, tối tối cứ đi tìm xác người ta để đem chôn. Chúa bảo vệ cho hai cha con không có bị bắt giết, bị đầy đoạn thì có. Thế rồi thì sau này Chúa trả công cho hai ông nó rất là tốt, hạnh phúc vô cùng. Cha con là Tobia. Bây giờ con lập ra cái nhóm gọi là nhóm Tobia. Hàng đêm như thế này, bây giờ thì chưa đâu, hạn chót là 9 giờ rưỡi ban ngày, từ sáng đến tối, những người cộng tác viên đi nhặt xác. Những người đó thì con không được nêu tên, những người đó là âm thầm của các bệnh viện, của những y công của các bệnh viện phá thai đó. Họ mới lấy cái xác thai đó, họ cất vào trong cái túi họ để sẵn, họ mang về lòng của chúng con họ để. Chúng con có một cái góc lòng Chúa, góc lòng thương xót Chúa, có một cái hố to để chân tượng Đức Mẹ, là các cái túi xác thai như thế có đem về để chất lại đến tối là đầy. Thì cái nhóm Tobia lúc 9 giờ rưỡi đêm, hàng đêm, đêm nào cũng vậy, trong suốt 10 năm nay, 15 năm trước, là tối nào cũng vậy. Cái nhóm trước, nhóm Tobia đã có một cái gia đình nhà cái đó, đến tụi con bây giờ là 10 năm, cái nhóm đó. Cái nhóm thành lập được 10 năm, ở 9 giờ rưỡi tối, họ sẽ tới, họ gom tất cả những cái bao, những cái túi xác thai nhi đó, gom lại thành những cái bao rất là lớn, hai xe ông ra, bốn người mới chạy chở từ nhà dòng của con ở Sài Gòn để chở tới nhà dòng của con ở ngoại ô. Và ở đó có một thầy dòng cũng bao nhiêu năm nay phiêu xác hết mẹ, mười mấy năm phiêu xác, phiêu cái thầy bột cho mới bỏ vào trong những cái viên gạch, đúc những cái viên gạch để xác, cho cốt vào trong cái viên gạch, đóng cái nắp lại, những viên gạch nó mới xây thành một cái lăng, gọi là lăng anh hài. Lăng anh hài của chúng con bây giờ là khoảng chừng 400.000 thai nhi đã được phiêu thành cho. Thì cái nhóm Tobia đó là cứ 3-4 bạn đi hai xe, có hôm nhiều quá alo cầu cứu, một cái tốp khác chạy tới nữa, thành 6 người chở xe đi, chở các cháu đi. Để đêm hôm đó 12 giờ đêm thầy sẽ phiêu, mà các bạn đã trung thành làm như vậy. Buổi chiều đến đó là đúng ca trực của bạn nào là bạn đó sẽ không làm một cái gì khác mà cứ nhâm để 9 giờ là chạy tới nhà dòng của con ở Sài Gòn quận 3 và bắt đầu gom họ vào trong cái bao. 9 giờ rưỡi là ngày này bắt đầu chạy lên tới nơi là 10 giờ đêm, khi 10 giờ 15 trao xác cho thầy rồi nó đọc kinh cầu nguyện rồi lên đường đi về. Bạn nào mà lập gia đình vừa mới có thai, con không cho làm được, tại vì xác thai nhi sẽ ảnh hưởng. Các bạn lại có những người khác sẵn sàng thế vào. Có một cái nhóm nhỏ là người của Tân Hà, của Bảo Lộc, giáo sứ Tân Hà, giáo sứ cũ của cha sở của chúng ta bây giờ là sư người coi Tân Hà. Có một nhóm ở trong đó, Tân Hà nó cũng tham gia trong các cái phiên trực để mà mang sáng tay đi. Nhưng thưa ông bà và anh chị em, cái chuyện mà 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, nó không phải chỉ là nuôi ăn, không phải là cơm, là cháo, là bánh mì, nhưng mà nó còn là tình thương, là xác thai nhi được đem về trân trọng để mà, bởi vì những em đó nó không có lang thang bất vượng như người ta đồn đâu, mà nó được lòng thương xót của Chúa đón nhận nó về như là những vị anh hài. Còn ma quỷ nó mới xả, nó giận dựng lên, nó nói là hồn này vong kia cũng các thai nhi nó là xả hết ma quỷ. Còn tất cả các cháu đã được đưa về, nhưng mà cái xác của các cháu thay vì mình để trong nhà thương, nó phá thai xong nó bỏ trong cầu tiêu nó dịch nước, hoặc là nó bỏ vào rác y tế, rác thải y tế, đem đổ đi tiêu chung với rác y tế, nó dã man như vậy. Thì chúng còn những người cộng tác viên ở các bệnh viện đó, có khi là không có đạo, có khi là có đạo, họ đã xin ra, họ lấy ra, đến phiên cái nhóm Tobia sẽ gom hết, có một tối như vậy, trung thành cả một ngày gom lại, đến tối trở đi.
con còn nhiều chuyện để kể. Con xin nói lại là con không có khoe đâu, nhưng mà con muốn chia sẻ để ông bà và anh chị em thấy chúng ta có thể làm được nhiều việc lắm. Hồi nãy con gặp một bà đi dựng cái này, không biết là bà ngồi đâu. Bà dựng cái xe hôm nay, con thấy cũng trẻ trẻ, con chào chị. Hỏi tuổi ra lớn quá rồi. Con có 62, bà tới 75. Con sợ quá, con đổi từ chị qua bà. Thế là bà con có tâm sự với con mấy câu trên đường đi vàng ở thầy. Thưa cha, con với chồng của con chẳng làm được gì, không có đi đâu được, con cần đi nhà thờ. Vậy là đủ rồi. Chúng ta còn có khả năng để làm được chuyện chia bánh chia cá bằng cách cầu nguyện. Ông bà và anh chị em chúng ta có khi không làm được việc gì hết, ngồi một chỗ ở nhà, nhưng mà lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ được Chúa Thánh Thần gỡ đến để giúp một ai đó, để cứu một ai. Chứ đâu không phải là một lời cầu nguyện nó bâng quơ và nó trôi vào dĩ vãng. Ông bà và anh chị em mà làm được, ví dụ như là như chúng con vừa kể, làm chuyện này và chuyện kia, nấu cơm cho người nghèo, hay là đi góp xác, hay đi thiêu xác, đi chôn cất, hay là như gia đình của em này bờ ra để mà chăm sóc những người có thai, có bầu, sinh con. Ta có thể không làm được chuyện đó, nhưng mà khi mà chúng ta đã yêu mến Chúa và được Chúa thắp lên còn được yêu thương tha nhân cho mình, thì chúng ta sẽ có rất nhiều sáng kiến để làm cái này, để làm cái kia, mà biến 5 chiếc bánh và 2 con cá nuôi cho người ta ăn. Chúa Giêsu bảo chính anh em sẽ lo cho họ ăn, lo cho đám đông ăn. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng được Chúa bảo như vậy rồi, thì Chúa chắc chắn Chúa không có ra lệnh không, mà Chúa sẽ kèm theo cái lời mời gọi, cái lệnh của Chúa, lệnh truyền của Chúa là ân sủng để mà chúng ta làm. 3 ngày ở đây xong, sáng mai con sẽ chờ trước cổng nhà thờ. Cái đoàn của con sẽ từ Sài Gòn họ chạy lên đón con ở đây, ghé qua Tân Hà Bảo Lộc ăn bữa cơm trưa nhà một bạn trong nhóm, xong rồi xe sẽ chạy thẳng lên Đức Trọng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ở đó có một cái trại tâm thần, có một cái trại tâm thần người điên, một trại nữ khoảng 150 người và một trại nam khoảng 200-220 người, mà không phải là do ông cha bà sơ nào làm, mà là do một gia đình người tín hữu giáo dân, cha mẹ ông bà cụ đó giờ già, ông mất rồi còn bà đẻ ra 10 người con, các con lại đẻ ra, mỗi một người đẻ 5-6 con, có một người đẻ 10 con nữa, thì có 2 con đi tu rồi, bây giờ là trong nhà cũng còn súng lại để mà phụ trách hai cái trại, trẻ nữ và trẻ nam. Thì con có hứa với họ là hàng năm cứ bữa lễ Giáng sinh và lễ phục sinh Tam Nhật Thánh con sẽ lên, nhưng ngày mai con sẽ lên cái đó. Xe chạy đến trung tâm của họ là khoảng 4 giờ chiều. Chúng con các bộ phận sẽ chia nhau chuẩn bị hết, con được nghỉ ngơi một tí, chuẩn bị lễ 5 giờ con làm lễ cho họ ngày mai. Như vậy là gần 10 năm nay rồi. Và thưa ông bà anh chị em, lễ ngày mai là lễ kỷ niệm Chúa thì lập nghi thức thánh thể, nhưng mà đồng thời có cái nghi thức rửa chân. Các nơi khác là rửa, chọn ra 12 ông để ngồi đó, rồi cha sẽ lo rửa chân. Ở trên này mà chọn ra 12 người thì mấy người còn lại họ có thể phát điên lên, họ giành nhau rồi cãi nhau tung lên. Nên con quyết định là rửa chân hết cả trại. Con lo bên trại nữ, bên trại nam có thầy đọc tên con rồi. Con lo bên trại nữ, cha sợ ở đó giáo luôn cái chạy nữa đó, cho con với cái nhóm của con phụ trách nhóm Vi An. Nên con quyết định là rửa chân hết cả chạy 150 người điên, có đạo không có đạo, làm sao mà rửa hết. Con mới mời gọi các em của con mười mấy bạn đi trên chung xe đó, rồi những người nhân viên ở trong đó, những gia đình họ cộng lại cũng được khoảng 30 người mà rửa chân cho 150 người nên nhanh lắm, một người rửa có 5 người. Thế là mua thau rất là nhiều, có người 2 người bên cái thau, người rửa chân, tức là một tổ 3 người cứ thế rửa chân, lau chân, hôn chân, mà mấy người điên hay lắm. Tới cái lúc đó họ không có điên, họ cười hơi hơi vô một tí này,
cười rất là dễ thương. Mình cũng sợ họ điên rồi buồn buồn họ co chân họ đá một cái là mình chết không? Không. Rất là tốt tốt. Có một năm, giờ chuyện này cũng lâu rồi, chuyện này cũng cách đây 7-8 năm. Lúc đó còn làm luôn cho bên trại Nam, nếu mà trại Nam chưa có các thầy dạy tên lo, thì con lo, con sang con làm lễ. Trại nữ đi sang bên trại Nam, rác vô làm lễ. Lúc rửa chân thì đông quá, 300-400 người làm sao mà rửa chân hết được. Dù đã huy động anh em của mình vào, nhưng mà con nói là về là rửa chân những người ở đầu hàng và những người ở hàng đầu. Hàng đầu ví dụ như là đại Thái Sơn ngồi hàng ba chị là hàng đầu, bên này có ba ông hàng đầu. Rồi những người đầu hàng là những người ngồi đầu hàng ghế dài dài dài. Thì những người ở trong thì mình đâu có lem không rửa được. Họ có cả một cái nhà nguyện to lắm, mấy con mới rửa, con nó còn mỏng khỏe, đứng lên ngồi xuống được. Bây giờ là con chỉ rửa tự chứng được có một người, hai em là sốc hết con lên. Còn hồi đó con khỏe, con rửa đến cái anh đó là người cuối cùng, chắc là người thứ 6, thứ 7 nữa. Thì con rửa, con còn nhớ anh mặc áo với màu đỏ. Con vừa rửa chân cho anh xong, anh nắm con, anh nhìn mặt con, nó lôi, ấn con ngồi xuống ghế, anh chỉ mặt con. Cha đã nghe chưa? Cha mới rửa chân cho tôi, giờ cha ngồi xuống, tôi rửa chân cho cha. Ồ, mà mình thấy anh mặt cũng nghiêm trọng lắm chứ. Thấy ra lệnh cho mình cũng vâng lời, mình ngồi xuống. Mình quay sang mình nói mọi người là hát một bài đi. Thế là ông bài này hát: đâu có tình yêu thương ở đây có Đức Chúa Trời. Ở trong này anh rửa chân cho con, anh rửa hai chân luôn. Mình nãy giờ mình rửa cho người ta, rửa cho anh có một chân, anh rửa có hai chân luôn. Anh cũng hôn chân mình luôn, hôn xong xuôi anh vỗ chân mình cái bếp. Xong rồi cha. Xong rồi cha, vỗ cái bếp. Xong rồi cha, mình đứng lên cũng húng vía. Không biết là hồi nãy anh còn ngồi cân điên nên anh làm cái gì thì chết. Nhưng mà hóa ra cái lúc mà những cử chỉ yêu thương, cái cử chỉ mà quỳ xuống rửa chân cho người khác chính là một cử chỉ yêu thương mà Chúa Giêsu đã làm. Chiều mai anh chị em sẽ có cử hành ở đây. Con ngồi ăn cơm ở đây, các cha sở với cha phó bàn nhau là ngày mai ngồi như thế nào, ông nào ngồi đâu rửa chân sao. Nhưng mà chắc chắn là không có bằng con. Ngày mai con sẽ rửa chân cho người điếc, rửa hết luôn, không có 12 người. Em này cũng sẽ đi với con. Sáng hôm sau, sáng thứ 6 còn đi cắt tóc rồi. Trời ơi, cứ tung đô điện, heo heo, hú chặt luôn. Hú chặt luôn, cái em này phước mà. Hú chặt em kia, em lên đó, em bắn lên cười cười hơn. Anh ơi, anh hớt tóc cho em, anh để cho em che táo nha. Hôm này có ở ngày cắt tóc đâu. Cầm tôi lỗi, hôm nay sạch sẽ, chọc lóc luôn. Xoài gương, anh ơi, trái táo của em đâu rồi? Cái mặt nó chưa chín. Táo chưa mọc. À vậy ha, nó vui vẻ. Thế là chúng con bắt đầu dẫn họ đi vào tắm. Bên nam tắm nhỏ, bên nữ cắt tóc nhỏ, mấy chị cũng có kéo có lượt cắt bớt tóc nhỏ, thay cho họ những bộ quần áo sạch sẽ hơn. Và bên nam này là đưa vào trong cái lễ nhà tắm của họ, tắm chùa của đàn ông với nhau không? Cái nước đổ xuống rồi rửa sạch chào ra bông. Anh nào ra tắm xong cái ra hơi nắng, anh nằm ở trên sân hơi nắng, giống như là hoa hồng, mặt thì ngô nghê dữ tợn rất là khác. Nhưng mà sao mà khi chúng ta làm một cử chỉ yêu thương với họ, các chị các bà đi là nấu ăn, tới giờ múc đồ ăn cho họ ăn. Ngày lễ phục sinh thì 3 ngày này chúng con có ăn ngon hơn bình thường một chút. Lúc là cho họ ăn thì họ tự nhiên khuôn mặt họ hiền lại, không có dữ tợn, không có hung hăng, không có chửi bới cái gì hết. Và trí nhớ rất là mạnh. Như con lên thì ô, vừa trông như mặt ô, cha uy, về hưu chưa? Về hưu lên đây ở với con. Chỉ mặt cô Hiền, ê, uống thuốc chưa? Uống thuốc bệnh ấy. Họ ở bên đó họ hay hỏi nhau, uống thuốc chưa? Thấy toàn tụi con lên hỏi, họ đúng tên cho uống thuốc chưa? Dễ thương. Có những cái bà ngày xưa bà làm nghề đổi tiền, làm đổi đô la ở ngoài, tôi không biết sao bà bị sập đường dây sao, bà bị rớt thất nghiệp, bà mất tiền hết rồi, bà bị phát điên. Bà vô trong đó bây giờ bà nhớ cái số tiền đổi ra đô la, đường euro làm sao
tiền đô la Canada làm sao, đô la Mỹ làm sao, đô la Úc làm sao. Mà bác còn nhớ được cái số tiền của cái hôm mà bác đi vào trong trại á. Bây giờ bác vào trong trại có ngày nào bây giờ mở trên mạng Google bấm một cái ngày đó bỏ ra, bác đọc không sai một con số, nhớ như ý. Đó là những con người như vậy. Đến chơi với họ rồi con mới thấy là họ không cần phải cho họ ăn đâu. Đương nhiên lên thì phải có bánh mì hay là hủ tiếu hay là gì nấu cho ăn. Nhưng mà thật ra cái mà họ cần, cái mà họ đói, không hẳn là cái đói về vật chất đâu, mà là đói tình thương. Có những người vào trong đó rồi, người nhà gửi lên xong rồi bỏ họ luôn, không thèm lên, bỏ rơi họ luôn. Nên họ lên họ có níu được con nữa, cha cha lăn nước về, anh ơi anh chị lên, cô ơi cô lăn nước về cho con về theo. Nhà con ở Sài Gòn, nhà con ở đường Nguyễn Thiện Thuận, và đọc số nhà ra đây mà hỏi xa gia đình nào? Gia đình bỏ con lên đây rồi, bỏ con luôn rồi cha, để cho con về nhà đi, con thèm được về nhà. Đó, họ thiếu tình thương, họ đói tình thương. Nên khi mà chúng ta làm một cái gì tốt cho họ, họ vui, họ cười thôi như vậy, mà điên điên như vậy đó, mà rất là đối phương. Đương nhiên có những người bị điên mà đến nặng quá, họ nhốt phải nhốt ở trong phòng, thì mình đứng ở ngoài làm văn nghệ cho họ hát, họ ở trong đó họ hát theo, làm văn nghệ, hát sư luật 307, tức là hát ứng trời, hay là năm anh em trên một chuyến xe tăng, tức là hát rầm trời, còn kéo theo cái loa cùng đi vô hát. Thế là những người mà ở trong trong các cái gian nhà mà bị nhốt lại, tại vì họ giữ tận, những người đó là điên dữ đó, thì phải nhốt lại. Đó, tới giờ đó là hát của con rất là vui. Ngày mai con lên đường con đi. Thì mỗi một năm chúng con vẫn cứ mong đợi những cái gì đó, dịp phục sinh và Giáng sinh. Và sau ngày thứ bảy phục sinh hay là trong đêm Giáng sinh xong một cái, đêm đó chúng con ăn bữa cơm xong rồi chúng con chạy thẳng lên Đà Lạt 30 cây số. Lên tới Đà Lạt thì đổ đèo Cam Ly, có cái đèo đi vào trong một cái khu gọi là Bản Lung. Không biết có ông bà chị em nào ở đây biết Bản Lung, nơi đơn vị thanh niên xung phong của con ngày xưa đóng quân, con làm hiệu trưởng của cung văn hóa ở trong đó. Thì bây giờ con cũng về thăm cho nó và phát hiện ra ở trong đó có một máy ấm, mấy sơ lòng nô tỳ chúa thánh thần, hay đó là nô tỳ chúa thánh thần. Các sơ với đấy ra có người nói về cái đó không, còn nữ nô tỳ chúa thánh thần nuôi các em mồ côi, nuôi những em bị suy dinh dưỡng và người dân tộc, cho nó khoảng 50 em mồ côi, 30 em suy dinh dưỡng, nó phòng nhom và nhom nhà nó nuôi dân tộc nghèo quá, nó suy nhược, nó có thể lụm bạc sụa luôn, nó uống cả tong cả teo. Bây giờ xin họ đem lên cho nuôi một ngày, buổi tối có thể nhớ con thì đón con về, ngày hôm sau thì mang con lại, giống như là người nhà trẻ. Thì sau 3 tháng đứa bé bắt đầu học lên, bắt đầu đi lại, bắt đầu biết nói. Còn những em mồ côi, như thế mà nhà bố mẹ chết là đem đứa bé bỏ vào trong đó. Bác sơ dạy dỗ nuôi nấng đến năm nay là 17 năm rồi, mà có nhiều em đã lấy vợ lấy chồng, đó là nó làm việc ở ngoài, hàng năm nó quay về là thăm, bế đứa bé về là thăm. Con nói mấy em này là mấy em tên là nhân đạo, con nói hay quá, mấy sơ cho tụi em cộng tác vào đấy. Bà sơ phụ trách là bà sơ quen rất là vui, bà sơ quen. Xin cho bà sơ đó, từ con này mang quà, mang gạo, mang nhu yếu phẩm đây, mang đồ chơi để chia cho các đêm bỏ học sinh vừa xong lễ là về tụi con ăn cơm xong tụi con chạy thẳng từ Đức Trọng chạy lên Đà Lạt, đường cao tốc có 30 cây thôi, từ đó đổ thêm 15-16 cây đổ từ đèo vào đến Cung Lũng Thần Úc, trong đó có mấy anh nhân đạo tặng quà vui chơi với các em một chút. Con trở ra Đà Lạt khoảng 12 giờ đêm. Lúc đó tụi con mới ngồi xuống uống sữa đậu nành. Uống sữa đậu nành nóng của Đà Lạt. Uống xong rồi con trở về lại tại Đức Trọng là 1-2 giờ đêm. Ngủ một giấc sáng hôm sau 7-8 giờ tụi con lên đường về lại Sài Gòn. Nên là năm nào tụi con cũng có hai cái dịp như vậy. Hai cái dịp mà bản thân con cảm nhận được nó là năm chiếc bánh và hai con cá. Cảm nhận như là mình đang được cộng tác với Chúa để mà đem niềm vui cho những người cô đơn, cho những trẻ mồ côi, cho những người già yếu, cho những người tàn tật, cho những người bị bỏ rơi,
có khi là giàu có khá giả nhưng mà vẫn buồn trong nhà, chồng nó đánh hay là con hư, nó chơi xì ke về nhà nó bán đồ hết của bố mẹ, thì những người đó tội nghiệp mình vẫn tiếp tục để giúp họ. Ồ, con còn nhiều chuyện để kể lắm nhưng mà hết giờ, con chỉ xin với ông bà và anh chị em, chúng ta có thể đến nhà thờ, chúng ta đọc kinh, ta đi hành hương, ta lần chuỗi, ta nghĩ là ta yêu mến Chúa, nhưng mà không ngờ Chúa lại đẩy ta đến một cái là yêu mến tha nhân. Chúa mà làm sao chúng ta thấy được Ngài vô hình, nhưng mà Chúa muốn chúng ta về lại gặp Chúa ở những con người cụ thể hữu hình. Các chị nữ từ Ba Ái Vinh Sơn, các chị nữ ở Ba Ái Vinh Sơn kể cho con nghe câu chuyện của ông Thánh Lập Dòng, ông Thánh Vinh Sơn để Phaolô. Ông dạy các chị là: các con ơi, ví dụ như các con đang đọc kinh hay các con đang dâng lễ ở trong nhà nguyện, tức là con đang gặp Chúa ở trong nhà thờ, mà có một người nghèo nào đó cần đến con, mong chờ con được đó, được con giúp đỡ, con hãy tạm biệt Chúa, ký tên Dieu vào đây đi, tạm biệt Chúa ở trong nhà thờ để đi và gặp Chúa ở nơi người nghèo. Tôi ôi hay quá, đang lễ đó, đang đọc kinh giờ kinh đó, đang làm ở trong nhà thờ mà có ai đó đứng gọi, có một người hấp hối, có một người đang đói, có một em đang bị bỏ rơi, thì con ơi, con hãy tạm biệt Chúa ở nơi nhà thờ, con chạy thật nhanh lên để về gặp Chúa ở nơi cái con người bị bỏ rơi. Đó là một câu con học được từ các gì kể lại, các gì trên Di Linh. Câu thứ hai cũng là các gì cũng phụ trách chạy cùi nữ từ Ba Vinh Sơn, nhưng mà lại là trại Phước Tân tỉnh Đồng Nai, thì nói với con là: Thánh Minh Sơn dạy con ơi, mỗi khi con cầm một cái gì đó, con cầm ly nước, con cầm một ổ bánh mà con cho một người nghèo, con tặng họ một cái áo, thì con ơi, con nhớ mỉm một nụ cười kèm theo cái ổ bánh đó, kèm theo cái ly nước đó, kèm theo cái tấm áo, cái nụ cười thật tươi và chân thành từ lòng của con nở một nụ cười kèm theo, để cái nụ cười ấy nó xóa đi cái hành vi con dám đem cho người ta một cái gì, một hành vi xúc phạm người ta. Tại vì khi cho là mình là người khá hơn, mình cho cái người kém hơn, mình đứng cao hơn, bố thí cho những người thấp hơn, thì cha thánh Vinh Sơn Phaolô cẩn thận bảo con ơi, để nó xóa đi cái cử chỉ có thể là nó xúc phạm người ta, nó làm cho người ta tủi thân, thì con nhớ kèm theo một nụ cười, cười chân thành, cười từ bên trong mở ra, nụ cười của Chúa Giêsu. Nên chúng ta đến với Chúa là tốt rồi, chúng ta gặp Chúa ở trong nhà thờ là tốt rồi, nhưng mà Chúa sẽ muốn chúng ta còn trở về nhà của mình, về khu xóm của mình, để về cuộc sống môi trường của mình, để mà gặp được Chúa nơi tha nhân. Hôm nay chúng ta nghe đoạn tin mừng Matthew 14, anh em nhớ đến Matthew 25, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn. Cái ngày phán xét cuối cùng, khi tất cả mọi người phải ra trước mặt Chúa để Chúa xét xử, thì Chúa sẽ nói với người này: xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, xưa ta khát các ngươi đã cho uống, ta trần truồng các ngươi đã cho quần áo mặc, ta là khách lạ đỡ độ đường, ngươi đã mở cửa tiếp đón vào trong nhà, vậy thì hãy vào và hưởng niềm vui trong Đức Trời của ta. Rồi chưa hết, Chúa Giêsu kể tiếp: còn ngươi, xưa ta đói các ngươi không cho ăn, xưa ta bị dịch Covid các ngươi đã không chăm sóc, xưa ta bị bỏ rơi ở ngoài lề đường các ngươi đã không thèm nói hoài đến, xưa ta đi bán vé số ngươi còn giật mất cái sấp vé số của ta trên tay, xưa ta là cha mẹ già của ngươi, ngươi đã bạc đãi bất hiếu với cha mẹ ngay trong gia đình, vậy thì bây giờ không thể nào mà lại vào chung hưởng hạnh phúc với ta được, thôi đi ra trước kia, ở đó sẽ khóc lóc nghiến răng. Một kiểu nói như là một đằng thì sẽ được ở với Chúa và một đằng sẽ không được ở với Chúa.
Cả cuộc sống của chúng ta bây giờ là nỗ lực hết sức để mà mai mốt ta chết, ta được ở với Chúa. Chứ ta đâu có mong gì ta xuống hoàng cung với người ta đi ra ở với ma. Ai trong chúng ta cũng đều mong được ở với Chúa trên nước trời, thiên đàng. Vậy thì cái tiêu chuẩn bây giờ Chúa Giêsu nói như vậy không có nghĩa là không, Chúa không thể nói là ai đi bụng à, đi vô nữ tu à, đi vào đi con, hay là công giáo à, đi vào đi con, tốt quá đi vào đi con. Không, Chúa không lấy những tiêu chuẩn đó, mà Chúa lấy tiêu chuẩn là ta đói không người cho ăn, ta khát không người cho uống, ta trần ruột không người ta cho áo mặc, ta lỡ đổ được không người ta tiếp đón. Lắm lúc nghĩ sợ thật anh chị em, có khi chúng ta không ngờ là chúng ta đang gặp Chúa, Chúa lại hiện thân ở nơi một người nào đó. Ở trong cuộc đời thường là những người bị bỏ rơi, những người đau khổ, những người tàn tật, những người đau yếu bệnh tật, những người hấp hối. Những người này là những già ở trong gia đình của ta, những đứa bé bại liệt, những đứa bé bị bệnh đau, những thai nhi còn đau trong bụng mẹ mà bác sĩ ép làm sao đó để mà người ta phải phá thai. Chúa hiện thân ở nơi đó, sự sống, chỗ nào có sự sống là có sự hiện diện của Chúa Giêsu. Nên thôi con sẽ kết thúc ở đây. Xin ông bà và anh chị em nhớ ba ngày. Ngày thứ nhất là tin vào Chúa. Chúa bảo với ông trưởng của đường chỉ cần tin, ông chỉ cần tin thôi là còn lại Chúa sẽ làm. Cái thứ hai, tin rồi yên tâm ở trong là trong con thuyền đời của mình, trong gia đình của mình, trong chuyến xe của mình, trong công việc làm của mình có Chúa Giêsu, Ngài đang có mặt ở đó, nên ta không có gì mà phải sợ, không có gì mà phải lo, ta hoàn toàn phó thác cậy trông vào Chúa. Ngày hôm qua, ngày hôm nay là Chúa đẩy chúng ta đi. Con yêu mến ta mà từ rồi vậy, ta ở nơi người nghèo. Anh em đấy, có hai điều quan trọng nhất thôi là kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết tâm hồn, hết sự thể trí khôn, và đồng thời yêu thương anh em mình như yêu chính mình. Cả hai ấy là một cung su dạy đấy, chứ mà con nói là Kinh Thánh nói này. Vậy nên Chúa Giêsu đang có mặt, đang hiện thân ở nơi người này người kia. Cho khi là cha mẹ già ở nơi chúng ta trong nhà, có khi là một đứa con bị tàn tật ở trong nhà, có khi là người hàng xóm bị lỡ đổ đường, có khi là một cái máy ấm, một cái nhóm người nghèo nào đó mà ta được phục vụ. Xin ông bà và anh chị em tạ ơn Chúa, xin với Chúa cho chúng ta có được trái tim yêu thương của Chúa, để chúng ta yêu thương người khác theo cái mức độ, theo cái kiểu của Chúa Giêsu đã yêu thương. Ta không có yêu thương theo kiểu thế gian, nói cái việc cái khi là sạc thôi, nhưng mà thật, nhưng mà yêu thương bằng trái tim yêu thương của Chúa. Bây giờ thì con mời cầu toàn hôn với con cái câu hát của này, xong rồi chúng ta đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài. Bây giờ mời cùng làm đứng lên. Xin ban cho mở tay, cứ lên một bước, nó tăng lên cái hát lòng mình, nó nâng từ từ ha, hát to lên dần dần, tâm tình lên dần dần, thì nó cứ trái tim thì chúng ta vẽ một trái tim yêu thương của Chúa, xong lần hai vẽ lên trái tim yêu thương của Ngài. Chúng ta chắp tay cúi đầu. Xin tay đầu, xin mời hai tay mở ra. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài. Có lẽ là cái máy nó quay cái cảnh của mọi người, nó hay chạy đây quay cầm tay cái này quay đẹp lắm. Con nhìn xuống thấy rừng tay vẽ trái tim của Chúa lên, một trái tim của Chúa được nhân lên với trái tim của ta, và chúng ta sẽ làm cho 5 chiếc bánh và 2 con cá để thật nhiều để mà yêu thương mọi người.
xin chúng ta hát lại. Xin hai ba. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài. Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con trái tim của Chúa. Trái tim của mỗi người chúng con nhiều khi ích kỷ, nhiều khi hẹp hòi. Trái tim của chúng con nhiều khi quá bận tâm vì những chuyện khác mà không nghĩ đến những điều thương. Trái tim của chúng con đã quên đi lâu rồi. Trái tim của chúng con chỉ còn dành cho bản thân mình, cho gia đình mình có được may mắn rồi, chứ còn không muốn mở ra cho người khác. Như ngày hôm nay, chúng con nghe lời truyền của Chúa với các môn đệ, chính anh em hãy lo cho họ, thì chúng con cũng thấy Chúa đang muốn chúng con một trăm mươi bốn để lo cho họ, lo cho những người thân trong gia đình, lo cho những người thiếu ăn thiếu đói, cho những kẻ mồ côi, cho những cụ già, cho những người bệnh nhân đã khỏi. Xin cho chúng con trái tim của Chúa để chúng con yêu bằng trái tim của Chúa, yêu với cái kiểu của Chúa, yêu với mức độ yêu thương của Chúa. Những ngày này chúng con sẽ bước vào tam nhật thánh, là tam nhật của yêu thương, diễn tả tình yêu của Chúa tôn tình đến mức mà Chúa thực hiện thành thánh thể để cho biến thánh thể và thành lập hàng ngũ để công tác luôn muốn ba năm chúng ta các con gái đến khi với mọi người rồi tôn tình đến khi Chúa chết thì thành ra và tôn tình hơn nữa là khi Chúa sống lại để cho chúng ta cũng được sống với Chúa trong niềm vui tin mừng. Chúng ta cảm ơn Chúa bao ngày đã qua, con cảm ơn con, con cũng cảm ơn Chúa vì sức của con quá yếu nhưng mà cuối cùng Chúa vẫn dùng con được quyền. Chúng ta cảm ơn Chúa vì công bằng ngày hôm nay con ở đây, chúng con được cha sở cha có báo và có nhiều tâm hồn đã được nhận nhận, có nhiều người người và là quay trở lại với Chúa và đêm nay ngày mai sẽ có các cha đến tận nhà để mà giúp cho những người đó quay trở lại với Chúa. Tuyệt vời, cha bám tin cho con nên cảm ơn con vui quá, bởi vì chỉ cần một người thôi đã đủ mà con nghĩ ở đây là một người quay về với Chúa và sẽ có hàng trăm người cảm nhận được tình yêu của Chúa và từ đây về sau sẽ trở thành những chiếc bánh những con cá của Chúa cha mình cho mọi người. Con cảm ơn Chúa. Xin ban cho chúng ta hôm nay trái tim yêu thương của Chúa. Xin ban cho chúng con hôm nay trái tim yêu thương của Ngài.